chủ đề giá vé xe buýt Green Mountain Transit bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2024, bạn sẽ phải trả tiền để đi những chuyến xe buýt của GMT, tức là viết tắt của Green Mountain Transit. Bạn sẽ phải trả tiền để đi xe buýt địa phương ở quận Chittenden, xe buýt đi uh, Milton và Uh, Jeffersonville cũng như xe buýt đi Montpelier và Senobanling Link không có dịch vụ đưa đón miễn phí uh, từ xe buýt này sang xe buýt khác và giá vé là 2 đồng cho mỗi chuyến đi Số tiền tối ba đa mà bạn sẽ trả để đi xe buýt mỗi ngày là 4 đồng nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc là ứng dụng GMT hoặc thẻ có thể tái sử dụng. Sau khi bạn đi hai chuyến xe buýt trong một ngày, bạn sẽ không phải trả tiền cho những chuyến đi bổ sung vào ngày hôm đó. Đây là giới hạn giá vé hàng ngày. Số tiền nhiều nhất bạn sẽ trả để đi xe buýt trong một tháng là 50 đô. Đây là giới hạn giá vé hàng tháng. Nếu bạn trả tiền vé xe buýt bằng tiền mặt, bạn sẽ không nhận được giới hạn giá vé hàng ngày hoặc là hàng tháng. Bạn sẽ trả tiền cho mỗi chuyến đi xe buýt của bạn trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả bất kỳ cự ký bất kỳ là khoản chi phí nào hết. Một số người có thể được giảm giá, những người được giảm giá là trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. Người cao niên từ 60 tuổi trở lên. Người khuyết tật. Những người có thẻ Medicare Giá vé giảm giá là một đồng cho mỗi chuyến xe buýt. Giới hạn giá vé giảm giá hàng ngày là 2 đồng. Và giới hạn giá vé giảm giá hàng tháng là 25 đồng. Có 3 cách để trả tiền vé service của bạn. Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng credit card hoặc là thẻ ghi nợ debit card mà có chip không có tiếp xúc hoặc là ứng dụng tiền di động của trên điện thoại của mình như là Apple Pay hoặc là Google Pay. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ Ride Ready bằng nhựa, có thể tái sử dụng bằng cách chạm thẻ vào đầu đọc thẻ. Bạn cũng có thể thanh toán bằng ứng dụng Ride Ready trên smartphone của mình bằng cách là mở ứng dụng và giữ điện thoại của bạn app vô gần đầu đọc thẻ. thanh toán bằng tiền mặt. Nếu bạn thanh toán bằng tiền mặt, tài xế sẽ không có tiền để mà thối lại cho bạn. Do đó, mà bạn nên dự bị sẵn số tiền đúng như như là yêu cầu để mà trả cho tài xế. Nếu bạn thanh toán bằng tiền mặt, bạn sẽ không nhận được giới hạn giá vé hàng ngày hoặc là hàng tháng. Điều này có nghĩa là nếu bạn đi 3 chuyến xe buýt trong một ngày, bạn sẽ phải trả toàn bộ chi phí cho cả 3 chuyến đi. Nếu bạn thanh toán bằng bất kỳ lựa chọn nào khác mà chúng tôi nêu trên, thì bạn sẽ chỉ thanh toán cho hai chuyến đi đầu tiên thôi. Nếu bạn thanh toán bằng tiền mặt, tiền mặt thẻ tín dụng hoặc là ứng dụng tiền di động trên điện thoại, bạn phải cho tài xế biết bạn đủ điều kiện được, được giảm giá trước khi thanh toán, bạn có thể nói discount. smart card tức là thẻ thông minh để nhận thẻ roi ready có thể tái sử dụng hãy đến văn phòng chính của GMT địa chỉ là 101 đường Queen City Park ở Burlington xe bus số 5 sẽ đi đến đó Nếu bạn có thể đến bến xe chính của Burlington hoặc Montpelier thì địa chỉ ở Burlington là 100 Cherry Street, còn địa chỉ ở Montpelier là 61 Taylor Street. Nhân viên tại bến xe buýt có thể gọi thông dịch viên qua điện thoại nếu mà bạn cần. Khi mà bạn yêu cầu thẻ, hãy cho nhân viên biết liệu bạn có đủ điều kiện được giảm giá vé vì tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật của bạn hay là không. Bạn có thể nạp tiền vào thẻ Ready Ride tại trạm xe buýt chính hoặc là văn phòng GMT bằng tiền mặt hoặc là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tức là credit card hay là debit card của bạn. Bạn cũng có thể nạp tiền vào thẻ trên trang web của GMT. Ứng dụng Ride Ready Để mà sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh smartphone Ride Ready để mà thanh toán tiền vé xe buýt, hãy tải xuống ứng dụng từ Apple Store hoặc là Google cửa hàng Google Play sau đó thì bạn mở tài khoản cho mình cung cấp tên địa chỉ email số thẻ tín dụng credit card hoặc là thẻ ghi nợ debit card của bạn bạn cũng có thể sử dụng thẻ quà tặng tín dụng trả trước tức là prepaid credit gift card nếu bạn đủ điều kiện được giảm giá vì tuổi tác hoặc là tình trạng khuyết tật của mình, hãy gọi cho công ty xe sau khi bạn tải xuống ứng dụng và tạo tài khoản cho mình. Số này là 802 540 2468, yêu cầu một thông dịch viên nếu mà bạn cần. Trẻ em, khi mà bạn đi xe buýt cùng với trẻ em, hãy nhớ là trẻ em dưới 6 tuổi thì được miễn phí. Trẻ em từ 6 tới 17 tuổi sẽ cần có thẻ Ride Ready của riêng mình. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ uh, cái lựa chọn mà thanh toán tiền nào khác, thì trước tiên bạn sẽ tự trả tiền cho mình trước, rồi sau đó mới nói với tài xế xe buýt rằng là bạn đang trả giá vé giảm giá cho mỗi đứa trẻ. Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi vào số 802-540-2468 và yêu cầu thông dịch viên nếu mà bạn cần.